Chúng ta vào bài tập 1 đến bài 4 trang 25. Bài 1. Trong những số sau đây, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5, số nào chia hết cho 10. Như vậy chúng ta vừa học lý thuyết xong rồi đúng không nhỉ? Dấu hiệu chia hết cho 2 là chữ số tận cùng là số chẵn. Chia cho 5 thì tận cùng là 0 và 5. Vậy em cứ dựa vào hai dấu hiệu thì em sẽ làm được tất cả bài này. Như vậy những số nào chia cho 2 em nhặt ra, tận cùng là 3 không được, tận cùng là 5 không được, tận cùng là 0 được. Như vậy câu A em có 1 0 1 0 chia hết cho 2. Được chưa? Câu B. Số nào chia cho 5? Tận cùng là 0 hoặc 5. Đây hết hai số này. 1, 9, 4, 4, 5 chia hết cho 5. 1, 0, 1, 0 chia hết cho 5. Câu C. Số nào chia cho 10? Để chia cho 10. Các em thấy rằng những số chia cho 10, các em thấy là số 10 này, số 0 này, số 20 này. 10, 0, 20, 30. Vậy tận cùng là số 0 thôi, đúng nhỉ? Tức là nó vừa chia hết cho cả 2 và chia cho cả 5. Như vậy câu C này chia cho 10 cũng là vừa chia cho 2 và đồng thời chia cho 5. Thì tận cùng là đuôi là 0. Như vậy em thấy chỉ có số này thôi. Câu C của em chính là số 1, 0, 1, 0 chia hết cho 10. Đúng nhỉ? Bài 2. Không thực hiện phép tính, em mới biết cho những tổng hiệu sau đây có chia cho 2 cho 5 không? Không thực hiện phép tính có nghĩa là em không được tính ra kết quả cùng. Em chỉ áp dụng các tính chất để làm thôi. Như vậy các em thấy rằng hôm trước ta học rồi, tổng hoặc hiệu của nó phụ thuộc hoàn toàn vào hai cái số hạng của nó. Ví dụ tổng, còn đây là số bị trừ và số trừ. Đúng không? Đây 3, 4, 5 là một số nhân, nhưng nhân xong nó sẽ ra một kết quả nào đó. Thì đây là một số hạng tương tự như vậy. Như vậy bài này ta suy luận như sau. Câu A. Các em phải viết tên bài rồi nhé. Bài 2 đúng không? Để bài ghi ra. Cho nó những phần câu A. Các em thấy 146. Chúng ta sẽ xét đồng thời nếu mà chia cho 2 thì ta làm luôn chia cho 2 và không chia cho 5 để tặng khẳng định không chia cho 5 luôn nhé. Nào một câu hai ý luôn. Các em thấy 146 chia hết cho 2 và 1550. Các em ghi chữ vào và ghi chữ phẩy này được nhé, không nhất thiết. 550 cũng chia hết cho 2. Đúng không? Tận cùng là 0 và 6. Như vậy ta sẽ suy được ra là 146 cộng 550 cả cái tổng này này chia hết cho 2. Thì xét tiếp 146. Em thấy rằng tận cùng là 6 không chia cho 5. Nhưng 550 lại chia hết cho 5. Trong một số hạng này, trong một tổng có một số hạng không chia hết, còn các số hạng còn lại chia hết. Thì cái tổng này là không chia hết. Đúng chưa? Xong câu A. Ta sang câu B. Phép trừ thì em làm tương tự. 575 không chia hết cho 2. Nhưng mà 40 thì lại chia hết cho 2. Vậy là các em biết rằng là trong một hiệu mà có một số chia hết, một số không chia hết thì kết quả vẫn là không chia hết. Được chưa? Tương tự như vậy. 575 chia hết cho 5, 40 này chia hết cho 5. Như vậy suy ra là 575 trừ 40 là chia hết cho 5. Tiếp tục xem cái tích này. 3 nhân 4 nhân 5. Các em nhớ rằng trong một tích thì nó sẽ chia cho tất cả các thừa số có mặt trong đấy. Ví dụ chia số 3 này, thừa số 4, thừa số 5 này. 4 thì bằng 2 nhân 2 được chia hết cho cả 2. Đấy.
hoặc là chia hết cho hai cái số nào đó, ví dụ 3 nhân 4 là 12. Thế là cái này thì viết thành 12 nhân 5, phải chia cho 12. 3 nhân 5 15, chia cho 15. 4 nhân 5 20, chia cho 20. Và tất nhiên chia cho cả 3 4 5 nữa. Đấy. 3 nhân 4 nhân 5 ấy. Đấy, kết quả. Như vậy các em nhớ rằng nhưng bài này chúng ta chỉ xét là chia cho 2, chia cho 5 nên thầy chỉ để ý hai cái đấy thôi. Như vậy các em thấy số con số 4 mà số 4 thì viết thành 2 nhân 2, vậy con số 2. Như vậy chia cho 2. 83. Số này là tận cùng là 3 không chia cho 2. Như vậy là các em thấy là một số chia hết, một số không chia hết thì cái tổng này là không chia hết. Tiếp tục 3 nhân 4 nhân 5, các em thấy có số 5 ở trong cái tích này thì chắc chắn phải chia cho 5. Nhưng 83 thì cũng không chia cho 5. Như vậy cái này tương tự như trên. Cái này không chia hết cho à, cái này nó để biết nó không chia hết đâu nhé. Câu tiếp theo 7 nhân 5 nhân 6, các em thấy có số 6 rồi thì chắc chắn viết thành 2 nhân 3 được, như vậy có chia cho 2, đây có số 5 thì chia cho 5 đúng không. Tương tự có số 35, 35 viết thành 5 nhân 7, hoặc là 35 nguyên bản thân 35 nó cũng chia cho 5. 4 chia cho 4 thì tất nhiên chia cho 2 đấy, như vậy các em thấy cả hai số này đều chia cho 2 cho 5 hết đúng không. Ta viết lại câu đề 7 nhân 5 nhân 6, cái này chia cho 2. 35 nhân 4, cái này chia cho 2. Như vậy hiển nhiên cái hiệu này là chia hết. Tương tự như vậy 7 nhân 5 nhân 6, có số 5 ở đây thì chia cho 5. 35 nhân 4 cũng chia cho 5. Vậy chia ra là 7 nhân 5 nhân 6 trừ 25 nhân 4, cái này chia hết cho 5. Được chưa? Rồi ta xong câu 2. Chuyển sang câu 3. Em đọc nhanh được bài. Lớp sau người ta viết như này lần lượt, có nghĩa là lớp đầu tiên tương ứng số sinh đầu tiên, lớp thứ hai tương ứng số thứ hai lần lượt đúng nhỉ. Lớp nào có thể chia thành 5 tổ có cùng số đầu viên, có cùng số đầu viên có nghĩa là mỗi tổ đều có số đầu viên bằng nhau đấy, có cùng số đầu viên hay là có số đầu viên bằng nhau thì câu này như nghĩa là như nhau. Lớp này chia được 5 tổ thì có nghĩa là cái số sinh ấy phải chia cho 5 thôi thì mới bằng nhau được đúng nhỉ, còn không chia hết thì con tổ nhiều hơn con tổ ít hơn thì không được. Như vậy em thấy 35 có chia cho 5 không? Có đúng không? 36 không được, 39 không được, 40 không được. Như vậy chỉ có hai lớp 6A và 6D thôi, đúng không? Như vậy 73 em làm như xong. A nhỏ. Lớp 6A và 6D, hai cái số này này. Và 6D có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên, bởi vì các em thấy 3, 5 chia hết cho 5, tương tự như vậy 40 chia hết cho 5. Còn số 36, 39 các em chia thì không chia được. Ví dụ 36 chia cho 5 thì được 7. Nhưng mà còn một học sinh, lẻ học sinh thì có sẽ có một nhóm 8 và nhóm 7, như vậy không được. Tương tự 39 cũng thế. Như vậy số nào chia hết thì nó mới chia đều được thôi. Lớp nào có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập? À, các đôi bạn, đôi là số 2. Như vậy các hai bạn học tập chia tất cả, các em hiểu chia tất cả là phải chia hết. Có nghĩa một lớp bao nhiêu sinh ta phải chia thành tất cả các cặp đôi là chia hết. Vậy thì có nghĩa là điều này người ta nói là chia tất cả, có nghĩa là phải chia tất cả cái số học sinh đó thành hai, thành hai người một bạn, hai hai bạn một nhóm. Như vậy thì lớp nào chia được, có nghĩa là phải chia cho hai thôi, vậy quay về chia cho hai. Như vậy em thấy 35 không được, 36 được, 39 không được, 40 không được, số 9 số 5 là không phải, số chẵn không chia được.
lại có hai số này thôi. Vậy ta trả lời cái lớp thứ 36 là 6B và 6D đâu. Hàng chia tất cả đúng không? Các bạn thành các đôi học tập bởi vì 36 chia hết cho 2 và 40 chia hết cho 2. Như vậy các em thấy là từ một bài thực tế ta đã chuyển sang một bài toán học đúng nhỉ, và các em đọc các em phải hiểu nghĩa của nó. Tại sao người ta không nói là có thể chia thôi? Thầy các đôi bàn tập người ta bảo chia tất cả là phải chia hết. Dù có bao nhiêu bạn học sinh thầy phải mang ra chia tất cho các nhóm, chứ không phải là nếu người ta bỏ từ tất cả nhé. Có thể chia các bạn thành đôi bạn học tập thì có thể chia được. Ví dụ như chúng ta chỉ chia khoảng 10 nhóm thôi thì mỗi nhóm có 2 bạn thì chia là 10 cặp đôi thì có mỗi 20 bạn, còn các bạn còn lại thầy không chia. Vậy vẫn là chia được đôi bạn đúng nhỉ? Nhưng mà chia tất cả có nghĩa là chia hết các bạn học sinh lớp thì thầy phải lấy số 35 chia thì lại không được. Như vậy em thì toán học người ta nói rất là chặt chẽ đúng không? Còn lại từ câu trên 5 tổ có cùng số tổ viên. Có nghĩa là chia làm 5 rồi nhưng mà chia 5 tổ rồi nhưng các tổ đấy phải có cùng số tổ viên, tức là tất cả các tổ đấy phải đều tổ viên như nhau. Vậy là chia cho 5, em thấy không? Tiếp tục sang bài tiếp theo là bài số 3. Là bài số 4 chứ. Em đọc bài số 4 như thế này. Vậy bảo vệ có 19 quả xoài và 4 quả quýt. Và có thể chia số này thành 5 phần bằng nhau hay không? Chia thành 5 phần bằng nhau có nghĩa là số xoài này cũng phải chia làm 5 phần, số quýt này cũng phải chia thành 5 phần mà không cắt quả được không? Có nghĩa là cái quả xoài nó phải còn nguyên một quả trong cái phần này. Như vậy cái số 19 quả xoài có chia được 5 phần không? 40 có chia được 5 phần không? Nếu thỏa mãn cả hai thì có thể chia được đúng không? Như vậy ta thấy rằng quả nào chia được? Các em thấy 19 là không chia được cho 5 rồi đúng không? Như vậy ta có bài 4. Như vậy mà Huệ có chia được 19 quả xoài thành 5 phần không? Ta trả lời là không đúng không? Như vậy mà Huệ không chia được 19 quả xoài thành 5 phần bằng nhau. Và các em có thể ghi thêm là không được bắt quả đúng nhỉ? Như thế nó chặt chẽ, còn nếu không thì ta ghi như này, tôi ghi nốt cái câu này mà không được cắt quả. Ghi lại trong bài thôi mà. Bởi vì 19 không chia hết cho 5. Em thấy không? Tại sao người ta nói là không được cắt quả? Bởi vì nếu cắt quả thì lại có thể chia được. Thế này ví dụ như này. Cứ một quả thì sẽ cắt làm 5 phần bằng nhau. Hai quả thì quả thứ hai thì cũng cắt thành 5 phần bằng nhau. Như vậy thầy có thể chia thành 5 phần rất đơn giản đúng không? Quả nào thầy chia 5 phần thì thầy cứ xếp các phần ra thì chắc chắn sẽ chia được. Nhưng mà này người ta không cho cắt quả nữa, nó kem không chia được đúng không nhỉ? Em thấy không? Từ ngữ rất là chặt chẽ đúng không? Tương tự như vậy quả quýt thì các em sẽ trả lời tương tự như trên. Nó hơi dài nên thầy không viết được nhé. Các em viết này, bà Huệ, các em thấy số 40 có chia cho 5 không? Có chia được. Như vậy các em trả lời là bà Huệ chia được. Vậy thay từ giống hệt như trên, như chỗ này là không có từ không mà lại là chia được. Các em giải thích hết ra. Chia được 40 và xoài thành 5 phần bằng nhau cũng không bắt quả. Bởi vì 40 chia hết cho 5. Các em làm giống hệt câu trên. Hiểu chưa? Như vậy ta thấy rằng là 19 quả xoài không chia được, nhưng 40 quả quýt chia được với điều kiện là không cắt quả. Như vậy chúng ta đã xong với bài số 4. Qua bài tập này các em nhớ cho thầy là dấu hiệu chia cho 2 cho 5 nhá. Vẫn dùng cái này trong giải quyết số bài toán học. Các em đọc bài toán học, các em phải đọc thật kỹ thêm bài mới hiểu được tại sao lại như thế, đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta sang phần số 3 là phần kiểm tra.